Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Như các bạn cũng thấy đấy, ở Hàn Quốc thì không chỉ được nổi tiếng bởi nấm linh chi mà còn được biết đến nhiều bởi nhân sâm Hàn Quốc. Ở đất nước Hàn Quốc, bốn mùa khí hậu thì không quá khắc nghiệt, mùa hè cũng không quá nóng, mùa đông thì có tuyết rơi. Hơn nữa là việc trồng sâm thì đòi hỏi điều kiện vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ, nên những vườn trồng sâm thường có những máy móc về đo độ ẩm cũng như là tưới tiêu một cách hiện đại để làm sao đảm bảo được sâm sau 6 năm trồng phải có nhiều dưỡng chất nhất. Và như các bạn có thể thấy ở đây, Ngọc Hoa có những củ sâm tươi Hàn Quốc. Đây là dòng sâm tươi Hàn Quốc, những củ này thuộc dòng 6 củ cho 1 cân nhé các bạn nhé. Các bạn có nhìn nhìn thấy một củ sâm bé nhỏ như thế này thôi nhưng bên trong thì có rất nhiều các hoạt chất vô cùng quý giá. Bên trong một củ sâm tươi này có 32 loại saponin như saponin RO, saponin RB1, saponin RB2 hay saponin RRE. Ngoài ra thì bên trong nhân sâm tươi Hàn Quốc cũng có tới 17 loại axit béo khác nhau cùng với 20 loại nguyên tố vi lượng như là sắt, coban, selen, mangan cùng một số các hoạt chất khác. Ngoài ra thì phải nói đến là trong nhân sâm Hàn Quốc còn có một số các dưỡng chất vô cùng quý giá như các loại tinh dầu hay glucid. Chính vì trong nhân sâm tươi có rất nhiều các hoạt chất vô cùng quý giá như vậy nên nhiều khách hàng của Ngọc Hoa cũng băn khoăn không biết được rằng là làm cách nào để ngâm sâm tươi với mật ong một cách hiệu quả nhất để bảo vệ những dưỡng chất có trong nhân sâm tươi mà lại bồi bổ được sức khỏe cho chúng ta. Bởi vì các bạn cũng biết, sâm tươi ngâm mật ong sẽ giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại các tác nhân độc hại cũng như các mầm bệnh từ bên ngoài. Khi các bạn sử dụng sâm tươi ngâm mật ong thì sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp hay xơ vữa động mạch vành. Và ngoài ra chị em phụ nữ chúng ta khi mỗi buổi sáng sử dụng sâm tươi mật ong sẽ giúp chúng ta trẻ hóa làn da, giúp da chúng ta căng mịn sáng bóng và giúp chúng ta có một vóc dáng eo thon. Điều đấy là chị em phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa khi chúng ta sử dụng sâm tươi mật ong sẽ giúp chúng ta giảm rụng tóc đi rất là nhiều ạ. Đối với người lớn tuổi, khi chúng ta sử dụng sâm tươi ngâm mật ong thì sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp ăn ngon miệng và ngủ ngon hơn, giúp phục hồi cơ thể cho người lớn tuổi cũng như là người mới ốm dậy. Còn đối với các anh nam giới, khi chúng ta sử dụng sâm tươi ngâm mật ong thì sẽ giúp chúng ta phục hồi hoạt động của tuyến yên, kích thích sản sinh ra các hormone giúp bổ thận tráng dương và tăng cường sinh lý cho nam giới, giúp cuộc sống chăn gối của vợ chồng chúng ta thêm phần hạnh phúc. Vâng, và làm cách nào để ngâm sâm tươi mật ong một cách hiệu quả nhất thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nhé. Vâng, đầu tiên thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn rửa sâm. Đây là những củ sâm của chúng ta nên có một bát, ở đây Ngọc Hoa có chuẩn bị một bát nước sạch cùng với cả một chút bông. Chúng ta sẽ thấm bông vào đây bát, sau đó chúng ta sẽ lau. Đấy, các bạn sẽ lau nhẹ nhàng để lấy hết phần bẩn, đất bẩn ở sâm niệm. Các bạn có thể nhìn thấy đây, hoặc là các bạn có thể cho trực tiếp xuống dưới vòi nước nhà mình để các bạn lau. Đây là, vậy là Ngọc Hoa đã rửa sạch rồi các bạn nhé. Sau khi rửa sạch xong thì chúng ta nên lau khô. Bạn lấy khăn lau khô hoặc là chúng ta có thể để cho sâm khô tự nhiên, để trong một cái chậu hoặc một cái giá gì đấy để sâm khô tự nhiên thì xong bắt đầu chúng ta mới ngâm. Vậy là Ngọc Hoa cũng vừa mới rửa và lau xong cái củ sâm của mình, thì bây giờ Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn ngâm sâm như thế nào cho đúng nhé. Để ngâm sâm mật ong thì chúng ta cần có mật ong và một cái lọ đựng như bạn nhé. Nên sử dụng lọ thủy tinh chứ đừng, các bạn đừng ngâm vào lọ nhựa nhé.
Đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần cuống sâm này. Các cái thân sâm nhỏ này bạn có thể cắt ra ngâm cùng hoặc là chúng ta có thể cắt riêng ra, sau đó chúng ta hầm gà ăn cũng rất là tốt. Đấy, rồi. Sẽ để bỏ vào. Sau đó chúng ta sẽ cắt mỗi một lát, chúng ta cần cắt nhỏ từ 2 đến 3 cm nhé. Hồng Hoa sẽ cắt tạm này cho các bạn hình dung ra. Chúng ta mở nắp ra này, cho sâm vào trong, sau đó đổ mật ong vào ngập kín của mặt sâm. Các bạn nên chọn loại mật ong nào có dưỡng chất cao, nếu mà được mật ong rừng thì càng tốt. Rồi, đây các bạn nhìn này, nhớ là phải đổ mật ong ngập trên mặt sâm nhé các bạn nhé. Đừng để cho mật ong mà ít quá thì nó sẽ không tốt. Nó sẽ làm khô cái mặt sâm và sâm sẽ bị hỏng. Thì chúng ta sẽ hỏng mất. Sau đó các bạn nhớ là khi mà các bạn cho sâm cùng với mật ong vào rồi thì không được ném nhé. Mà hãy đậy nguyên nắp này vào để tránh cho kiến hay các cái con bọ không thể vào được bên trong. Với một lọ sâm ngâm mật ong thế này thì chúng ta sẽ ngâm trong vòng 1 tháng là chúng ta có thể sử dụng được rồi nhé. Mỗi một ngày thì các bạn sẽ sử dụng 2 lần và mỗi một lần thì các bạn sử dụng 1 thìa ăn cơm. Có thể dùng sâm trực tiếp này hoặc là các bạn có thể cho vào một cốc nước ấm các bạn uống thì nó sẽ rất là thơm ngon. Uống vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp chúng ta thải độc này, cũng như là phụ nữ thì sẽ giúp chúng ta có da dẻ mịn màng hơn. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách ngâm sâm tươi với mật ong như thế nào cho hiệu quả nhất. Với phương châm của CoraShop 24 giờ, chất lượng là uy tín nên CoraShop 24 giờ luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo là bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn, để chồng mình khỏe hơn, để vợ mình đẹp hơn hay để cho chính bố mẹ mình có một giấc ngủ ngon hơn, một cơ thể khỏe mạnh hơn thì các bạn có thể liên hệ với CoraShop 24 giờ để đặt hàng sâm tươi Hàn Quốc. CoraShop 24 giờ luôn luôn có những chính sách đặc biệt dành cho khách hàng. Khi các bạn đặt mua hàng tại CoraShop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có nhân viên tư vấn tận tình, tận tâm, tư vấn phục vụ các bạn 24/24. Nếu bạn là đang ở nội thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ ngày đặt hàng. Nếu như các bạn là những người ở ngoại thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng trong vòng từ 2 đến 4 ngày. Vâng, và với cam kết của chúng tôi, chất lượng của sản phẩm cũng tạo nên uy tín của CoraShop 24 giờ trên thị trường Việt Nam trong vòng 8 năm nay. Nên khi bạn nhận được hàng, bạn sẽ được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Kể cả bạn bỏ ra sử dụng rồi nhé, nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm bạn nhận được không giống như những gì video này bạn đang xem, thì chúng tôi sẽ cam kết bồi hoàn tiền lại cho các bạn ngay lập tức khi các bạn liên hệ với chúng tôi. Và chỉ với 3 phương thức đơn giản là các bạn có thể sở hữu sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân trong tay rồi. Thứ nhất, các bạn có thể gọi điện ngay theo số hotline 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm sao để sử dụng sâm tươi Hàn Quốc một cách hiệu quả nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Cách thứ hai, bạn có thể kéo xuống phần dưới video này, kích vào đường link ở phần mô tả là các bạn sẽ truy cập được vào website corashop24h.com và đặt hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba, các bạn có thể đến ngay siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ. Khi bạn đến siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ, bạn sẽ nhận được rất nhiều các chương trình ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn.
Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những chính sách cũng như là các phương thức đặt hàng một cách nhanh chóng tại Cora Shop 24 giờ. Hôm nay chúng tôi có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 30 vị khách đầu tiên ạ. Vâng, với 30 vị khách đầu tiên đặt hàng ngay tại website corashop24giờ.com hoặc liên hệ ngay với số hotline 0979149256, các bạn sẽ nhận được một mức giá ưu đãi dành cho sản phẩm nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân, hoặc là các bạn sẽ nhận được những quà tặng vô cùng đặc biệt trong chương trình này ạ. Các bạn hãy ấn vào phía bên phải của Ngọc Hoa. Ở trong danh sách phát đó, Ngọc Hoa đã nói rất chi tiết cụ thể về tất cả những gì liên quan đến nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 cân. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới cùng với quả chuông nhỏ để nhận được thông báo về những video mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ.